Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là video clip em làm về tử vi của năm kỷ hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Trong tử vi này, trong phần này thì em có làm vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các anh nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết thì mình sẽ phải nói sơ về gọi là tử vi cả đời cũng như là thiên tính của các anh, để coi ứng dụng vào năm này thì nó là một năm tốt hay năm xấu, nó như thế nào. Đầu tiên hết là các anh của Giáp Dần thì có thể nói như là cũng khá như là nữ ha, là người khôn ngoan năng động, có tài ăn nói thuyết phục, sự nghiệp thì rất là dễ thành, vốn mang chữ Giáp đứng đầu thiên can nên trong công việc làm ăn thì rất dễ hay gặp thuận lợi, người ta gọi là sự nghiệp dễ thành nhờ nếu mà biết sống đắc nhân tâm, được lòng người, có quý nhân giúp đỡ. Các anh là người có nhiều tham vọng thì do là chữ Giáp cộng Dần thì người ta là có trí lực thông minh, dựa vào đầu óc hơn là sức lực, dễ thành công lớn. Nhưng mà ở trong những cái năm mà vừa qua, trong những cái năm mà đại hạn 10 năm vừa qua, trong các năm như là 26, 27, 28, 3 năm tam tai thì các anh có nhiều cái biến cố thay đổi không có được tốt đẹp. Đa phần thì các anh khó có bạn tâm giao lắm, do là các anh lớn mệnh, làm cái gì thì cũng muốn làm lớn, làm cái gì cũng có suy tư, gặp người mệnh thủy nữa thì suy tư thăng trầm, gọi là khó lường, cho nên là khó có bạn tâm giao. Tuy nhiên là các anh là rất có được lòng phái nữ, dù rằng người Giáp Dần thì không phải là người có cái sắc tướng, có cái tướng đẹp, nhưng mà Giáp Dần của các anh là rất dễ thu hút phái nữ. Nếu làm việc ở môi trường mà có người nữ nhiều thì rất là dễ thành công, do là các anh là người ta gọi là nam Giáp Dần là lận đận tình duyên, nữ mộng ngọ là trung chuyên vợ chồng. Chính cái lận đận tình duyên này là ảnh hưởng đến các anh không phải là ít ở trong công việc. Mặc dù là cuộc sống có nhiều thăng trầm nhưng mà vật chất thì đối với các anh là không thiếu và cũng không khó nhọc tấm thân, chỉ vì mang số lận đận tình duyên mà trở thành rối rắm, danh lộc chậm thành. Nam Giáp Dần sinh thuận mùa thu và mùa đông thì cuộc đời khá suy thuận, hạnh phúc và thậm chí là giàu sang. Còn ngược lại là sinh mùa xuân và mùa hạ, và nhất là sinh vào ban ngày thì có thôi rồi luôn ha. Giờ này chắc đến cũng một hai giờ, và tạ thì cũng có thêm được vài cái mối tình ở bên ngoài. Chính vì những cái điều này làm cản trở cái công việc, đôi khi làm nhập tâm của các anh. Tiền trung vận thì như đã nói rồi, rất là dễ thành ở công việc nhưng mà không bền vì rối rắm nợ duyên. Phần lớn đã có, nếu mà ở trong cái thời gian này thì phần lớn đã có rồi mất, chứ không phải là một cái người trắng tay từ nhỏ tới giờ ha. Người của các anh là tới giờ phải nói là có thăng rồi mới có trầm, trầm ở trong 2016, 2017, 2018. Nhưng mà nếu như các anh có phúc tướng, tuy là ví dụ như tất cả mọi người tuổi Giáp Dần thì đều cái thiên tính như vậy, sự nghiệp nó cũng bôn ba thăng trầm, nhưng nếu như mà kết hợp với phúc tướng, mình có tướng nhiều, tướng đẹp, thì rõ ràng là các anh sẽ hanh thông ở công việc hơn những cái người mà có tướng không được đẹp. Và tướng nó con người ta có định vận số thì nó còn ngoài cái định số của mình như vậy, còn cái tướng nữa, mà cái tướng thì từ đâu có, đó là từ tích lũy phước đức, người ta gọi là tâm sinh tướng. Với cái tâm của mình tốt thì mình sẽ sinh ra cái tướng của mình lần lần tốt hơn. Điển hình như vậy nè, mình thí dụ như vậy nè, mọi người sẽ thấy rằng là có nhiều cái vị sư, có người nhiều cái người tu, họ không có đẹp, họ bình thường lắm, họ ấy lắm, nhưng mà họ đi tu một thời gian, nếu họ thật sự là chân tu hoặc tự là lo chuyện tu tập ha, ấy rồi kia, tâm của họ sẽ phát sáng ra và cái mặt của họ lần lần sẽ có rất là có duyên. Thì bản thân của cái con người đời nó cũng vậy, nếu như tâm tốt ha,
người ta tâm sinh tướng mà, tâm mình tốt, mình biết làm việc thiện, biết mọi thứ, thì rõ ràng là mình sẽ đổi tướng, và đổi tướng là đổi vận ha, chứ không có phải là khó khăn. Rồi, đó là cái thiên tính cũng như là cái tử vi tóm tắt cả đời. Thì thế thì vận vào năm Kỷ Hợi 2019 này như thế nào? Thì như đã biết là các anh là mạng đại khê thủy, là nước khê lớn đó. Thì còn hoặc là nước sông, nước ở con rạch lớn chảy ra, thì gặp năm mà mộc á, là sinh xuất chủ về hao tốn sức khỏe và có vấn đề về sức khỏe. Các anh gặp sao chủ của năm Kỷ Hợi là một cái sao rất là xấu cho nam, đó là sao La Hầu, rối rắm nạn tan. À, người ta nói mà người mà gặp sao La Hầu chiếu mạng á, thì tiền bạc hao tốn, có nhiều rắc rối thị phi. Đây là một khung tinh đối với nam xấu nhất ở trong cái các cái sao hạn của nam. Và tuy nhiên là đây là hung tinh thành kim, thì đối với người mệnh thủy đó, là nhờ có kim sinh thủy thì là tương sinh, cho nên là cái sự rối rắm nạn tai này nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có quá khó khăn như là những cái người mà thuộc hành mộc, thuộc mệnh mộc mà gặp sao này. À, hạn thì các anh có hạn tam kheo. Hạn tam kheo thì người ta nói rằng là gặp hạn tam kheo, kheo đề phòng tai nạn thương tích tay chân, lái xe cẩn thận, đi đứng cẩn thận, nhất là ở những cái vùng sông nước, đối với tuổi của các anh rất là dễ xảy ra ấy. Nói chung là năm nay các anh nên tránh các vật sắc nhọn và những cái nơi nguy hiểm, rất là dễ cái việc tay chân của mình nó có vấn đề. Tiếp đến đó là vận niên. Thì xét về cái trụ vận niên á, thì vận niên của các anh là vận niên khá là xấu. Người ta nói là vận niên cẩu cùng phong. Vận niên cẩu cùng phong á, thì người ta nói bất lợi trong các mối quan hệ. Thường gặp điều trái ý nghịch lòng, sinh nóng nảy và quyết định vội vàng, cư xử thiếu khôn ngoan thì sẽ xảy ra cái hậu quả bất lợi. Rõ ràng là nãy giờ xét ha, sao, mệnh, hạn, vận niên, thì các anh đều là rơi vô cái tình thế mà gọi là nguy nan. Xem tiếp coi thì là nó sẽ như thế nào. Thật sự mà nói là các anh là có cái sao xấu, được cái được nó cùng cái hàm của nó nằm ở ngũ hành đó, nó tương trợ cho mạng của các anh. Tuy nhiên các anh cái vận niên mà cẩu cùng phong này là một trong cái vận niên mà khá là khó khăn cho công việc. Người ta nói báo hiệu một năm không có may mắn nhiều, sức khỏe thì cũng là kém với cái vận niên này. Thật sự mà nói thì nên ngồi chờ thời ở trong cái vận niên này, vì là các anh mới vừa trải qua 3 năm tam tai rồi, thêm năm nay nữa chắc chết. Nhưng mà các anh nên nhớ là các anh đang trong cái vận niên 10 năm đi xuống của cái tử vi. 10 năm đi xuống rồi 10 năm đi lên, thì rõ ràng đó thì đây là năm thứ tư mà các anh phải bị cái gọi là đại hạn 10 năm, cho nên là cần cẩn thận. Thiên can, xét về trụ thiên can á, thì các anh có một cái thiên can khá tốt, đó là giáp gặp kỷ. Là người ta gọi là thiên can á, là thuộc ngũ hành giáp gặp kỷ là thắng lợi, dễ có cái công việc. Thiên can mà là tương sinh á, giáp kỷ chủ về làm ăn là sinh tài lộc, công danh, công việc hanh thông. Nếu gặp khó khăn thì có quý nhân giúp đỡ, mua may bán đắt nếu là người làm thương mại. Đó là xét về trụ thiên can. Còn về phần địa chi á, thì dần gặp hợi. Rất là nhiều người hỏi mình tại sao mình nói cái này là dần thân tỵ hợi là tứ hình xung, nhưng thực chất ra gặp địa chi này là gặp địa chi lục hợp. Địa chi mà gặp lục hợp á, là chủ về cái sự hanh thông trong gia đạo, các mối quan hệ làm ăn nó cũng có chút đỡ đần ha, chứ không có phải khó khăn. Người ta gọi là có lục hợp, hy vọng rằng nó sẽ phần nào địa chi này nó phần nào nó khắc chế bớt cái vận niên không tốt, sao hạn không tốt. Đó là cái chính của cái tử vi của năm. Như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm nay can kỷ nó thuộc âm, ngũ hành nó hợp thổ,
Cho nên là chung vận là thiếu cung, thổ sẽ vượng trong năm nay, cái năm Kỷ Hợi. Như vậy người mà mệnh thủy của các anh mà gặp năm thổ vượng là có phần trở ngại. Sao hạn vận niên luôn đãi kém như ở trên, cuộc sống gặp nhiều trở ngại, được công việc đến giao tiếp, được cái thiên can và vị chi khá tốt, cho nên nó là sẽ phần nào khắc chế được cái sự khó khăn. Hy vọng là nó sẽ, với cái thiên can và địa chi này nó tốt như vậy thì nó sẽ làm cho cái sự khó khăn nó giảm lại. Nhưng mà thiên can và địa chi mà như thế này á thì tài lộc nó vẫn đạt. Tại vì cái chỗ thiên can là nó ảnh hưởng với tài lộc và công việc làm ăn rất là nhiều. Tuy rằng là cái như em nói, cái công việc tổng thì nó vẫn có tiền, nhưng mà nó sẽ gặp rắc rối này trật trặc kia, chứ nó không có suôn sẻ, nó không làm cho mình cảm thấy thoải mái ở trong cái năm này. Chứ không phải là cái năm không tăng tài lộc ha, tại vì nhờ thiên can là ngũ hợp và địa chi là lục hợp rất dễ tăng tài lộc, nhưng nó sẽ đem lại nhiều phiền toái khó khăn, chứ không phải là dễ như những năm khác đối với tuổi của các anh. Có thể nói năm nay là tài lộc sẽ khá, nhưng cuộc sống sẽ gặp nhiều rối rắm khó khăn không thuận lợi, có thể sẽ phải thay đổi, nên cẩn thận phòng bệnh nạn và phòng tai tiếng gây rối rắm cho đại sự sau này ha. Đó, nhìn các anh nhớ cẩn thận ha. Rồi, đó là về cái tử vi của cả năm, xét về cái vẻ bên ngoài. Còn thì bây giờ thì mình sẽ đo sao tính hạn coi nó như thế nào đối với sự nghiệp và tình cảm và sức khỏe của các anh. Thì về sự nghiệp và danh, sự nghiệp và công danh của năm 2019 thì xét về tứ trụ thì năm 2019 là thiên khắc địa thuận. Công việc làm ăn mưu sự thường gặp trở ngại, bởi vì thiên khắc là thiên nó chủ về cái việc làm ăn, và địa thuận là cuộc sống gia đạo nhiều an vui, tài lộc vì thế cũng không có phải là quá khó khăn. Tôi xét về tứ trụ. Còn xét về mặt tử vi, các anh đang trong cái đại hạn 10 năm, tức là năm 42 tuổi cho đến năm 51 tuổi, đó là thời kỳ sự nghiệp công danh không mấy suôn sẻ, có chiều hướng chững lại so với những năm trước, 10 năm trước, cái giai đoạn trước. Tiểu vận của năm 2019 là đi vào thắng địa đối với tuổi của các anh, nhưng nó đi vào thắng địa thì đáng lẽ là tốt đẹp phải không, nhưng mà rõ ràng là 10 năm của mình là 10 năm đi xuống thì nó có giật lên một chút xíu thôi, cho nên là chịu cái ảnh hưởng không tốt của đại hạn, cho nên là cơ hội thăng tiến công danh tài lộc vì thế nó chững lại một chút xíu so với những năm khác. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó vẫn hơn 3 năm tam tai vừa rồi ha. 3 năm tam tai vừa rồi là khởi đầu của 10 năm đại hạn, nó có rất là nhiều cái điều thay đổi và khó khăn. Tọa cung tiểu vận thì có trực phù tọa thủ, đây là một phá tinh hành hỏa, gây chuyện buồn phiền cản trở công việc làm ăn. Rất may là mạng của các anh là thiên hà thủy, cho nên là không sợ các cái hung tinh hành hỏa cho lắm, tại vì các anh khắc chế nó được, vẫn chế ngự cái hung tinh này. Xét về nhiều điều là như thế. Đồng tọa cung tiểu vận thì còn có bệnh phù kình dương, đây là những tác nhân phá tinh gây khó khăn cho đường công danh, đặc biệt là bệnh phù thì nó gây khó khăn cho sức khỏe. Tuy nhiên hạn vào thắng địa, tức là năm nay của các anh là đi vào thắng địa, cho nên là cũng hạn chế phần nào những cái phá và bại tinh này. Trong lúc đó lại có các anh lại có tọa cùng cung là có quan phù là thiên thủy hóa lộc, cho nên là các anh đây là những cái phúc tinh, đặc biệt là thiên thủy và hóa lộc đi sau quan phù là rất là tốt ở trong cái đường mà nếu mà các anh làm trong cơ quan nhà nước, nhất là làm ở trong các môi trường quân đội công an, thì đây là một năm khá là ngon lành, có tài có lộc ha. Rồi, ngoài ra là trong hạn thì có quyền ha, lực và ấn ha, hóa quyền lực sĩ và quốc ấn cộng với tướng quân nhập hạn, đây là những cái phúc tinh rất là ngon lành ở trong cái đường quan vận và công danh. Tuy nhiên là
ông Tuần và ông Truyền cũng ở đằng sau luôn. Cho nên có thể nói rằng là cơ hội mà phát triển, cơ hội mà được đề bạt lên cao của các anh hoặc là làm ăn ấy, mới đầu các anh thấy nó rất là ngon lành à, với là những cái quyền lực ấn tướng thì đây là một cái năm rất dễ đề bạt, nhưng mà sẽ gặp khá nhiều khó khăn, không có khả năng mà phát triển như mong muốn của các anh ở ban đầu. Đặc biệt là nếu như những người mà làm thương mại thì chuyện lớn, chuyện tưởng rằng kiếm được nhiều nhưng mà cuối cùng thì chả kiếm được bao nhiêu ha. Như ta nói này, cung tài bạch đó, cung tài bạch thì có hóa lộc ngồi với thiên mã, thì rõ ràng là tiền bạc có lúc là dễ tạo, nhưng mà với lộc tồn bị ông Tuần chặn ở phía sau đó, thì e rằng là cũng bị tiêu hao. Đặc biệt là tử vi có tướng linh cách rất đắc dụng trong vận thời yếu kém của các anh, đó là long trì, bạch hổ, phượng và hoa cá. Thì rõ ràng là những cái phúc tinh này với tứ linh cách sẽ phần nào hóa giải hung hiểm cho các anh nhiều. Tuy nhiên là về phần tài lộc thì như đã nói là có, nhưng mà hao cũng nhiều chứ không phải không ham không ấy. Năm Kỷ Hợi 2019 đó, cung mệnh thì nhiều, có rất là nhiều phúc tinh hội nhập như đã trên đã nói, và đặc biệt là hai cái cung mệnh mà có cái phúc tinh là Thiên Đức và Phúc Đức đó, thì rõ ràng là đây là có thể nói là một năm các anh nhờ cái đức ở những cái sống của mình từ xưa giờ, ví dụ giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, có cái Thiên Đức và Phúc Đức này thì nó sẽ tốt đẹp hơn, chuyển cái hung họa của sao hạn xấu thành một cái chuyện vui vẻ đối với tụi các anh. Cho nên là có thể nói là năm nay như đã nói ở phần trên thì các anh có một cái năm gọi là tổng năm tài lộc thì vẫn có, không đến nỗi nào, nhưng mà không có được vui, bởi vì nó cứ gặp chuyện này chuyện kia trục chặt trục chắc hoài, làm sao mà vui được ha. Đó là một cái điều mà mình làm sao mình cảm thấy vui được khi mà cứ nó gặp chuyện này với chuyện kia, dù cuối cùng tiền thì nó cũng về túi mình thôi, thì rõ ràng các với tụi các anh tiền khó chạy đi đâu lắm ha. Rồi nhìn chung các mặt đó là năm Kỷ Hợi 2019 sao chiếu mạng vận niên là xấu, cuộc sống có nhiều việc không may, công việc làm ăn cũng vì thế mà có nhiều phiền muộn lo lắng. Nhờ tử vi đi vào thắng địa, cung mệnh có nhiều cái phúc tinh có thể hóa hung thành kiếp ha, có người giúp đỡ vượt qua khó khăn. Tuy nhiên trong lúc thời thế không thuận, các anh nên cố gắng giữ vững cái sự gọi là bớt nóng nảy lại thì sẽ tốt đẹp. Nói chung là mình ở trong cái năm có sao mệnh ha, vận niên không tốt thì các anh cần có chút kiên nhẫn, đừng có mà manh động mà để rồi lãnh cái hậu quả nó không có tốt đẹp. Rõ ràng là tiền bạc không có vấn đề, công việc nó cũng đem khá nhiều nỗi đắng. Đó là về công danh sự nghiệp. Tiếp tục thì mình sẽ xét xem và tình cảm và gia đạo nó sẽ ra sao. Rõ ràng năm Kỷ Hợi 2019 công việc làm ăn gặp những trục trặc khó khăn, nhưng gia đạo vẫn được an hòa và vui vẻ với cái địa chi là hợp hợp. Đặc biệt với mà vượng tướng thai và hóa lộc đi với đường phù thì gia đình rất là một cái chỗ dựa rất là vui vẻ, thậm chí là các anh có tin vui từ con cái của mình rất là nhiều, thêm dâu thêm rể hoặc là có cháu ha. Các anh là người như đã nói rất là nóng nảy, từ mệnh thủy mà, nhưng mà ào cái là phôi, nhưng mà vợ con thì các em hay nói là người nói thì họ không nhớ, nhưng mà người nghe họ ghi âm, ghi tâm dữ lắm. Tổn thương mà mình nói rồi mình quên, nhưng mà cái người nghe họ có quên. Cho nên là các anh năm nay nên hạn chế bớt cái sự gọi là nóng nảy của mình, để mà khỏi có cái điều khó khăn gãy đổ ở trong gia đình. Quan hệ bạn bè thì
ở trong năm này không có việc gì mà phải đề phòng cho nhiều, có thể là sẽ gây một chút khó khăn ở trong công việc. À, như đã nói ở trên phần trên, nó rắc rối trong công việc làm ăn, nhưng là ở đối tác chứ không phải là ở bạn bè và các mối quan hệ mà thân tình. Bên trong cái cung mệnh của các anh thì cũng có những phá tinh và bại tinh, nên cẩn thận trong giao tế với cái phái nữ để tránh tai tiếng, tránh hiểu lầm gây tổn thất cho cái gia đạo của các anh. Và như đã nói ở phần rất là nhiều rồi ha, người ta gọi là nam dắt dầm thì lận đận tình duyên, nữ mậu ngọ thì trung chuyên vợ chồng. Các anh là một trong những cái người rất là lận đận về tình duyên, thậm chí là có tài lộc có tiền đi nữa thì cũng buồn phiền. Thậm chí là người ta nói là mang cái mệnh mà đào hoa thì chẳng có vui chút nào đâu, đến nhiều rồi thì đem lại sự suy nghĩ phiền toái của các anh. Thì năm nay thì các anh nên tránh cái việc đó với những cái phá bại tinh nhiều. Còn đối với các anh mà chưa lập gia đình thì rõ ràng với hồng loan đào hoa và hỷ thần quy tụ sẽ có tình cảm vương vấn, thậm chí là đi đến những tình cảm tốt đẹp. Người mà của các anh mà đến giờ độc thân thì rõ ràng là đã trải qua năm ba mối tình, cũng khá nhiều cái sự thăng trầm trong cái tình duyên, cho nên là hy vọng là các anh sẽ biết đâu là bến đổ của mình mà đổ lại, chứ nếu không thì cũng linh đinh lắm ha. Còn về mặt sức khỏe của các anh thì sao hạn chiếu mạng không tốt, lại gặp cái năm là bị sinh xuất bổn mạng, cho nên mệnh có bạch thổ đáo nhập, cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là đề phòng tai nạn. Lái xe rất ư là cẩn thận, tránh những cái vật nhỏ, tránh những cái nơi mà có thể gây ra nguy hiểm cho bản thân mình, vì năm nay rất là dễ tai bay bại gió ảnh hưởng đến bổn mệnh. Tuy nhiên là do nắm chữ giáp thì các anh cũng khá là trường mạng, cái mạng của anh khá là dài, cho nên là tuy nó vậy nhưng nó chỉ là suy thôi chứ không có nguy. Hy vọng là các anh nó sẽ ok. Đó là cái tử vi về công danh, sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe của các anh đối với năm Kỷ Hợi 2019. Thì em có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Kỷ Hợi này đối với tuổi của các anh sẽ như sau. Thì tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần. Thì tháng Bính Dần là gốc hỏa, mệnh là như sau: thủy của các anh sẽ khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn, phòng những cái bệnh về đường ruột. Thì cũng đúng thôi, tháng Giêng là tháng các anh cô là người giao tế mà, tháng Giêng là tháng Tết, thì hỏi làm sao mà không có cái chuyện mà mình nhậu nhẹt mà để dẫn đến chuyện đó. Thiên can thì cùng chữ Bính với chữ Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc của các anh không có vấn đề. Điển hình là từ đầu năm giờ các anh tới tháng này là đã vào đầu tháng 2 rồi, thì các anh cũng cảm thấy công việc không có việc gì xảy ra vấp váp đâu ha. Địa chi thì dần gặp dần, thì người ta gọi là năm sinh tháng tuổi nó bị tự hình mà, sẽ có nhiều rắc rối không vui trong gia đạo, không các mối quan hệ có chút khó khăn. Tiếp đến là tháng 2, tháng Đinh Mão, tức là tháng này nè, tháng này hôm nay mùng 5, mùng 6 gì rồi. Mệnh là thủy tiếp tục khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ. Các anh tiếp tục là một tháng bị bổn mệnh khắc tháng. Thiên can Đinh Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì nó cũng giống như tháng Giêng. Rồi tiếp đến đó là tháng Mão, địa chi Mão Dần. Mão với Dần là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung hợp, cũng không có tương hợp với nhau, cho nên là gia đạo cũng không có việc gì là lớn lao. Tháng 2 có vẻ là tốt đẹp hơn, nhưng mà các anh nên nhớ là các anh vẫn tiếp tục phải đề phòng bổn mạng của mình. Bổn mạng của mình gặp cái năm sinh xuất rồi, bây giờ là làm việc tương khắc tháng nữa, coi chừng cẩn thận. Tiếp đến là tháng 3, tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn là tháng Mộc. Như vậy mệnh thủy sinh mộc, bản thân các anh của năm là thủy đã sinh mộc rồi, cho nên bổn mạng bị sinh xuất tháng, sức khỏe yếu. Mà khi mà bổn mạng bị sinh xuất tháng thì giống như cái đèn dầu vậy đó, mình nó hết dầu vậy, thì các phúc tinh và bại tinh sẽ yếu đi, sẽ là cơ hội để cho những cái phá và bại tinh nó hoành hành.
đặc biệt với cái sao La Hầu của các anh. Thiên can á, là chữ giáp của các anh, nó khắc chữ mậu. Thiên can tương khắc tháng, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận giấy tờ, và đặc biệt là rất dễ hao tài ở trong cái tháng mà giáp khắc mậu này về thiên can. Địa chi Thìn Dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp, tiếp tục là một tháng tốt về gia đạo của các anh. Cho nên là các anh mà bị tháng 3 phải để ý là chỉ sáng bốn mạng bị sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh yếu đi, thiên can thì lại bị khắc tháng, gây nhiều chống phá khó khăn. Các anh nhớ cẩn thận sức khỏe và cả công việc của các mình nữa. Tiếp tục là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tháng kỷ tỵ. Tháng kỷ tỵ tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy là sinh xuất bổn mạng cũng giống tháng 3, cần cẩn trọng. Phúc tinh tài tinh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên tháng này thì thiên can khá tốt, tại vì chữ giáp nó hợp chữ kỷ. Thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ tính, công việc rất là dễ hanh thông. Nếu như các anh mà làm ở trong quan và người kia, đây là nếu mà thời gian được đề bạt là rất dễ thành công. Tuy nhiên địa chi thì nó là không tốt đẹp. Dần thân tỵ, thân dần tỵ gọi là thuộc nhóm tự hình, so với lục xung hoặc lục hại thì tự hình nhẹ hơn nhiều. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, nhưng mà rõ ràng dần của các anh là mạnh ha, tỵ là yếu, cho nên là mình cũng có rắc rối trong gia đạo nhưng không quá lớn lao, các anh vẫn khống chế giải quyết được. Tiếp đến là tháng 5. Tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ là tháng Thổ. Như vậy mệnh Thổ khắc Thủy, bản mệnh bị tương khắc tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn. Nãy giờ là từ đầu bây giờ tới có thể nói là 6 tháng đầu năm thì sức khỏe của các anh là vấn đề chính yếu. Tháng 5, tháng 6 đều phải là tháng Thổ. Tuy nhiên là như vậy, nếu mà Thổ thì rõ ràng là Thổ khắc Thủy sẽ làm cho các anh nó sẽ có nhiều điều không có tốt đẹp. Về mặt thiên can á, là chữ canh của tháng nó khắc chữ giáp. Thiên can bị tháng tương khắc, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, rất dễ đáo tụng định. Tuy là tháng này á, là địa chi thì là tam hợp dần ngọ tức, nhưng xét về mạng bị tương khắc, thiên can bị tương khắc thì cái địa chi tam hợp dần ngọ tức này không có mấy đem lại đủ cái sức để chống phá. Với cái tháng 5 tam hợp ha, tháng 5 tháng 6 là hai tháng thổ rất vượng của năm Kỷ Hợi 2019, cho nên rằng hai tháng này báo hiệu nhiều khó khăn, đặc biệt là phần sức khỏe, có thể nói là rất dễ có tai nạn ở trong cái tháng này, hai cái tháng này. Với cái thiên can tương khắc như thế này nữa thì công việc cũng sẽ là vấn đề của các anh, chứ không phải riêng vì cái sức khỏe không. Các anh cần cẩn trọng, nhất là cái tháng năm này, dù rằng có tháng là tam hợp ha, dần ngọ tức gì đó. Có nhiều người hỏi trời ơi sáng tháng này đáng lẽ là tháng hợp, nhưng mà hợp có hợp tuổi thôi, hợp địa chi thôi, không hợp mệnh, không hợp không hợp thiên can thì công việc nó cũng khó khăn thì đùng chứ có gì đâu. Địa chi thì nó phần nhiều nó tương tác chủ yếu ở trong cái gia đạo. Với cái tam hợp hoặc là lục hợp thì nó có tương tác qua cho bên công việc một chút xíu, trong các mối quan hệ một chút xíu thôi, chứ không phải là nó tốt đẹp hoàn toàn đâu ha, cho nên đừng hiểu lầm. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi, một tháng thổ, mệnh cũng sẽ giống tháng 5 như nãy giờ em nói ha, sẽ rất đặc biệt và rất khó khăn. Thiên can tân giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, công việc sẽ không có vấn đề, sẽ vượt qua cái khó khăn của cái tháng năm này ha, nó sẽ một phần là tốt đẹp hơn. Địa chi Dần Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, địa chi tiếp tục là tốt đẹp. Như vậy tổng hợp 6 tháng vận hạn 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi các anh thì phần lớn là mạng bị khắc tháng, hoặc là mạng bị sinh xuất, hoặc là tháng khắc mạng, là bổn mạng của các anh nó có vấn đề, giống như là đã nói ở trên, bị sinh xuất, bổn mạng bị sinh xuất. Thiên can thì có tháng được, có tháng mất, có tháng xung,
Địa chi thì phần lớn là tốt đẹp. Như vậy thì các anh phải để ý nhiều ở trong cái 6 tháng đầu năm này là về phần sức khỏe, và 2 tháng là tháng canh nè, rồi tháng mậu là 2 tháng mà có chữ canh và chữ mậu, đó là tháng 3 và tháng 5 là 2 tháng tương khắc về công việc mà cần tránh né. Như vậy em đã tổng hợp xong tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh Giáp Dần sinh năm 1974. Vận hạn 6 tháng đầu năm thì cũng đã xong. Hy vọng rằng nó là cái thông tin hữu ích sẽ giúp được các anh vượt qua cái khó khăn ở trong cái năm mà có báo hiệu rất là nhiều cái điều mà chống trái, khó chịu đối với mình. Nhưng chúc mừng các anh, dù sao thì tổng năm đối với của các anh thì vẫn là năm thắng lợi về tiền bạc, về gia đạo. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống của mình. Ai xem kênh Anh Ba Tử Vi chưa đăng ký thì xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi, phong thủy, các tuổi mình sẽ chia sẻ đối với mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.